Chào các bạn, đã lâu rồi thì từ những năm 2008 thì công ty Hoàng Hà đã tổ chức các cái lớp học về dự toán công trình, và đây là các cái lớp học miễn phí. Như vậy là tính đến tới điểm này là năm 2019 rồi thì chúng tôi đã tổ chức cái lớp học được cỡ gần 11 năm. Gần 11 năm. Thế thì trong 11 năm qua thì chúng tôi đã đào tạo rất nhiều các kỹ sư, rồi các sinh viên, rồi các kỹ sư để mà giúp họ có cái khả năng để họ tính toán, họ làm được một cái bộ hồ sơ dự toán, dự thầu hay là quyết toán ở công trình, tính toán tổng đầu tư. Tuy nhiên thì trong gần 11 năm qua thì chúng tôi mới tổ chức được các cái lớp học trực tiếp tại công ty, tại văn phòng công ty, và hướng dẫn cho các học viên là các sinh viên hoặc là các kỹ sư đã ra trường đi làm rồi quay trở lại học. Tuy nhiên thì tôi thấy cái việc dạy trực tiếp như vậy nó không hiệu quả, vì là chỉ được các cái học viên ở Hà Nội hoặc là một số tỉnh quanh Hà Nội là họ có điều kiện về mặt thời gian, về mặt khoảng cách địa lý để họ về họ học. Thế như vậy thì các cái học viên ở các tỉnh khác như Hải Phòng, như Lào Cai, như Điện Biên, như là thành phố Đà Nẵng, thành phố Vinh, Nghệ An chẳng hạn, hay là trong thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các tỉnh xa hơn nữa như là tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, vân vân, tỉnh Cà Mau chẳng hạn, thì các anh chị em sẽ không có đủ điều kiện về mặt thời gian cũng như là kinh phí để mà bay ra Hà Nội để học được. Thì như vậy là một cái sự lãng phí rất là lớn. Chính vì thế thì đã từ lâu tôi ấp ủ một cái dự án, một cái lượng khóa học online dưới dạng các cái video đưa lên trên YouTube, trên mạng internet để mà, hoặc các cái mạng xã hội để mà chia sẻ, để mà hướng dẫn các anh chị em rồi các bạn về cái việc lập dự toán, lập hồ sơ đấu thầu, rồi lập hồ sơ quyết toán công trình, cũng như là tính toán xác định tổng đầu tư của một cái dự án. Thì đây là cái video đầu tiên sơ bộ tổng quan về cái lớp học dự toán công trình do công ty Hoàng Hà là cái đơn vị mà đã tổ chức cái lớp học này được rất lâu rồi, gần 11 năm rồi. Thì chúng tôi tổ chức trên online để tăng cái hiệu quả tương tác, tăng cái hiệu quả mà giúp cho các cái anh chị em học viên có điều kiện, không có điều kiện ở gần Hà Nội, ở xa đấy, thì có thể học được. Bây giờ chúng ta đi chi tiết xem là về mặt tổng quan ấy, thì cái lớp học này sẽ, cái khóa học online này nó sẽ giúp được chúng ta cái gì. Thì chi tiết là cái khóa học này là sẽ hướng dẫn chúng ta chi tiết về mặt lý thuyết và thực hành đấy, để mục tiêu ấy là sau khóa học, tức là sau khi mà chúng ta xem hết các video này, chúng ta thực hành xong đó, thì sau khóa học các học viên sẽ tự tay mình, tự mình làm được, hoàn chỉnh một cái bộ hồ sơ về dự toán này, về hồ sơ dự thầu đấu thầu này, rồi tính toán tổng đầu tư của một cái công trình hay một cái dự án này, và tính được quyết toán công trình để chúng ta thành quyết toán, chúng ta lấy tiền, chúng ta thanh toán tiền, nhận được tiền từ chủ đầu tư. Đấy. Trong đó phần lý thuyết thì sẽ dẫn chi tiết cách tính toán dựa trên các hệ thống luật pháp mới nhất do nhà nước ban hành. Ví dụ đầu tiên là các cái nghị định của chính phủ. Ví dụ tính thời điểm tháng 1 năm 2019 này thì các cái nghị định của chính phủ như nghị định 32 năm 2015 của chính phủ. Đấy. Hay là cái thứ hai là chúng ta sẽ được học để mà tính toán theo các cái công thức tính toán, các cái điều luật, và trong các điều luật đấy nó có những công thức, những cái bảng biểu chi tiết ở trong thông tư do các bộ ban hành, ví dụ như là thông tư 05/2016 của Bộ Xây dựng hoặc là thông tư 06/2016 của Bộ Xây dựng, thì để mà hướng dẫn chi tiết cái cách tính chi phí xây dựng của một công trình hay một dự án. Đấy. Hoặc là chúng ta dựa trên các cái quyết định do các tỉnh thành phố công bố hoặc là ban hành. Đấy. Thì tất cả các cái công thức tính, số liệu tính và bảng biểu tính toán đều phải dựa trên cái hệ thống luật pháp của nhà nước là chính phủ, các bộ hoặc là các tỉnh ban hành, chứ trong cái khoa học này không có
các cái công thức hay là con số mà chúng tôi chủ quan đưa ra. Đấy, tất cả phải dựa trên hệ thống luật pháp. Đây là phần lý thuyết. Còn phần thực hành thì sẽ gồm hai phần. Sau khi mà chúng ta được học lý thuyết rồi, được xem các công thức tính toán và các số liệu rồi, thì chúng ta sẽ được tự tay làm trên Excel. Tôi sẽ ra bài tập, sau đó thì các bạn sẽ làm. Làm xong thì các bạn xem trên video sẽ có cái tiếp tục cái phần đáp án và cái phần hướng dẫn chi tiết công thức tính làm sao, rồi số liệu áp vào như nào, thì tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp trên màn hình. Và lúc đó các bạn sẽ đọ cái công thức tính, số liệu tính và kết quả tính cuối cùng ấy, trên cái video này, với cả trên màn trên file Excel mà các bạn đã làm bằng tay trên file Excel. Và phần thực hành thứ hai là chúng ta sẽ làm trên phần mềm dự toán G8. Như các bạn đã biết thì bây giờ thì gần như là hầu hết tất cả các bạn, các kỹ sư đều sử dụng phần mềm để mà tính toán cho nhanh, và chúng ta chỉ kiểm soát lại thôi. Chứ nếu chúng ta làm bằng tay hoặc là làm trên giấy hoặc là làm trên Excel, chúng ta đưa số liệu vào, chúng ta tự tính thành lập công thức, chúng ta tự kẻ bảng thì lâu lắm. Thế cho nên là chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm dự toán G8, là cái phần mềm mà do công ty Hoàng Hà sản xuất, là một trong những phần mềm dự toán rất là mạnh, rất nhiều tính năng và nó rất là dễ dùng, dễ dùng như là Excel ấy. Để chúng ta, và hiện nay là cái phần mềm G8 này là nó được sử dụng rất nhiều các cái cơ quan ban ngành, các chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu, đơn vị tư vấn trên cả nước Bắc Trung Nam là họ dùng rất là nhiều vì nó rất là mạnh và rất là dễ dùng. Đấy, thì sau mỗi phần tôi sẽ dẫn các bạn cái cách thực hành trên phần mềm dự toán G8 luôn. Đấy, như vậy là chúng ta có hai phần thực hành trên Excel làm bằng tay. Đấy, và trên phần mềm để chúng ta sau khi mà học xong ấy thì chúng ta có khả năng chúng ta làm được, tính toán được và nó nhanh chóng. Vâng, chúng tôi hẹn gặp lại các bạn ở những cái phần video chi tiết phía sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.